Trân trọng kính chào quý đệ tử Chúa, quý con dân Chúa. Buổi chiều nay chúng ta tạ ơn Chúa vì sự góp mặt của các nhạc sĩ, ca sĩ của Chúa. Chúng ta không thể sánh với những người ở ngoài bên kia, nhưng mà chúng ta có một niềm vui, một sự thỏa lòng vì tiếng hát của những người ở bên ngoài. Họ chỉ được lên tới TV đi khắp nơi ở trên thế giới, nhưng mà tiếng hát và tiếng đàn của chúng ta nó sẽ đi tới cái chỗ cao hơn. Quý vị biết chỗ nào không? Thiên đàng. Thiên sứ của Đức Chúa Trời rất là vui để nghe chúng ta đàn, chúng ta hát ca ngợi Chúa. Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay tôi muốn trình bày những điều mà tôi đã được học ở dưới chân Chúa suốt thời gian 35 năm tôi ở tại Hoa Kỳ nói riêng và 28 năm tôi hầu việc Chúa với quý đệ tử Chúa. Kể từ khi bước chân đến Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1989 cho đến nay là tôi hầu vị Chúa với lại các hội thánh ở trong vùng và ở trong sự lãnh đạo của giáo hoàng Việt Nam Hoa Kỳ. Gần đây tôi có những điều mà Chúa dạy, nhìn lại chặng đường đã đi qua, máu và nước mắt, nhưng không thiếu sự vui mừng ở trong Chúa. Ba điều mà tôi sẽ trình bày với quý vị và muốn chia sẻ trong buổi chiều hôm nay là chủ đề ở trong đêm buổi chiều ca nhạc của chúng ta là tạ ơn trời, tạ ơn Chúa hay là tạ ơn trời đấy, biết ơn người và cảm ơn trời. Đây là ba cái tiêu đề mà cuộc đời chúng ta phải đi qua. Thưa quý vị, là người sinh ra trên cõi đời này, chúng ta phải biết ơn. Thứ nhất, khi chúng ta còn nằm ở trong lòng mẹ, chúng ta đã có nhận hơi thở từ nơi đấng tạo nên chúng ta rồi, chứ không phải khi chúng ta lọt lòng mẹ chúng ta mới bắt đầu thở. Khi chúng ta ở trong lòng mẹ, chúng ta đã thở hơi thở của Thượng Đế, của ông trời, của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua hơi thở của người mẹ. Khi Đức Chúa Trời dẫn dân sự Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì Ngài ban cho họ 10 điều răn, The Ten Commandments. Ở trong suốt Kinh Thánh Tôi Ký chương 20 cũng là điều mà tôi đã giảng mấy năm qua để có thể đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi có thể hiểu được ông trời mà họ đã và đang gọi đó chính là Đức Chúa Trời. Chúa phán: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ Ta. Hễ ai ghét Ta tại sinh nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta. Đây là mạng lệnh của đấng dựng nên không phải chỉ một dân tộc Israel, nhưng mà đấng dựng nên cái thế giới này và những con người đang sống trong cái thế giới này. Đây là mạng lệnh cho tuyển dân mà Đức Chúa Trời đã chọn, Đức Chúa Trời đã cứu. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta ai ai cũng đều biết ông trời, nhưng mà họ chỉ biết ông trời một cách rất là đơn sơ: ăn cơm của trời, uống nước của trời, thở không khí của trời, đi thờ một người khác. Bởi lẽ
họ hiểu về Đức Chúa Trời một cách rất là mờ ảo. Vì Đức Chúa Trời là đấng họ không thấy được, còn những người mà họ thờ đó thì họ thấy được. Nhưng mà thưa quý vị, con người từ khi Đức Chúa Trời dựng nên đã phạm tội. Phạm tội gì? Phạm tội về những câu kinh thánh tôi vừa đọc. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời thì làm những cái tượng chạm cho cuộc đời của mình. Mình thờ những cái gì nó thuộc về nhu cầu ở trong cuộc đời của mình. Và khi chúng ta chạy theo những cái nhu cầu trong cuộc đời của mình thì chúng ta càng ngày càng xa đến dựng nên mình. Ở trong Thi Thiên 139 vua David là một vị vua của dân Israel. Ông kinh nghiệm được một điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kinh nghiệm giống như vua David đã kinh nghiệm ở trong Thi Thiên 139 từ câu 13 cho đến câu 16. Tôi đọc ở đây thử xem tôi và quý vị có ngoại lệ ở trong cái điều mà vua David đã cảm nhận hay không. Vì chính Chúa nâng lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng lên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Tôi và quý vị có chạy khỏi được cái này không? Và đây là điều vua David đã cảm nhận. Và một trong những điều trong cuộc đời tôi cảm nhận cũng giống như vua David. Không phải bởi một cái sự ngẫu nhiên mà tôi có mặt ở trên cái thế gian này. Nhưng mà tôi cảm tạ Chúa vì Chúa biết trước những ngày khi tôi có mặt ở trên thế gian này. Và khi tôi suy nghĩ giống như vua David đã suy nghĩ, quý vị có ai nghe tôi, chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Nó không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ, nó không phải đơn giản như những điều chúng ta biết. Nhưng mà David nghĩ rằng chỉ một giọt máu, nó không có hình hài gì hết, nhưng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, đã nắp lên ở trong lòng mẹ của ông. Và ông cũng kinh nghiệm được một điều từ trong lòng mẹ của ông. Ông hiểu được một điều: mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Từ trong lòng mẹ chúng ta đã mang một cái tội, tội đó được gọi là nguyên tội. Khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ, lớn lên bắt đầu quyết phạm tội thì tội đó gọi là kỷ tội. Có những người cố gắng tu trì để mà không phạm tội thì những người đó chỉ bắt đầu tu trì từ cái lúc họ nhận biết rằng họ đã phạm tội quá nhiều, chứ không phải những người tu trì chưa bao giờ phạm tội. Cho nên có thể từ cuộc đời từ đó về sau này họ sống tốt, nhưng mà trước đó họ lấy cái gì để giải quyết? Bài hát tôi ca ngợi Chúa, tôi rất là cảm động chỉ vì Chúa yêu tôi, chứ tôi không đáng để Chúa yêu. Quý vị có nghĩ rằng quý vị xứng đáng để Chúa yêu không? Quý vị có cái gì trong cuộc đời của quý vị nó đáng giá mà để nói rằng Chúa phải yêu tôi là tại vì tôi có cái giá trị của tôi rất là đáng giá, tôi sống rất là tốt. Thưa quý vị, chỉ vì Chúa yêu chúng ta, cho nên một lần nữa ở trong Thi Thiên 103 tác giả đã xác nhận được cái điều này. Chỉ vì Chúa yêu chúng ta cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên 103 từ câu 1 tới câu 5: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ân huệ gì? Ấy là Ngài tha thứ
các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho mẹ ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đan thì của ngươi trở lại như của chim phượng. Bao nhiêu đây mình thấy nó phước hạnh không quý vị? Nó quá phước hạnh. Ngày tháng nó sẽ phước đi niềm vui của chúng ta, tại vì nó cứ chồng chất những cái nỗi lo buồn. Những cái nỗi lo buồn đó, nó sẽ làm cho chúng ta sanh bệnh, nó sẽ làm cho chúng ta ăn không ngon, nó làm cho chúng ta ngủ không yên. Vì sao vậy? Vì tội lỗi của con người và chính tội lỗi của chúng ta. Cho nên David đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời đã dựng nên ông ở trong lòng mẹ ông một cách đáng sợ lạ lùng. Và khi ông ra ông chạm với cái cõi đời này đó, thì ông thấy quá nhiều tội lỗi. Cho nên bài hát mà David đã ca ngợi là gì? Những ân huệ của Chúa, đặc biệt là Ngài tha thứ các tội ác của chúng ta. Ngài tha thứ tội ác cho ông. Không có cái niềm vui nào cho làm cho tôi được vui một cách trọn vẹn là những sự gian ác của tôi được Chúa tha thứ. Quý vị có nghĩ rằng sự gian ác của quý vị được Chúa tha thứ không? Hay là nó làm giờ tôi không có gian ác? Lỡ nói một câu bà nó đứt cơn máu mà chết tôi chứ có gì đâu mà. Không có đánh đập gì bà, tại tự động cái máu bà cao rồi bà đứt cơn máu mà chết. Chữa lành mọi tật bệnh. Quý vị có bao giờ đối diện với các bệnh mà bác sĩ nói rằng rất là nguy hiểm chứ? Và bởi sự cầu xin mà Chúa chữa lành cho quý vị chứ? Ngài chữa lành cho chúng ta để chúng ta làm gì? Để chúng ta tiếp tục hưởng thụ những cái gì ở đời này hay sao? Hay là để chúng ta ca tụng Chúa? Ông niệm lại tất cả những ơn phước mà Chúa ban cho ông, và tôi nghĩ rằng buổi chiều nay tôi và quý đệ tới Chúa và quý vị cũng sẽ điểm lại. Để rồi trong Thi Thiên 116, ông là vua, ông có đủ quyền hành, ông có đủ tài chất, ông có thể làm tất cả mọi thứ để mà đền đáp ơn của Chúa. Nhưng mà ông phải buộc miệng nói rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Ngày hôm nay chúng ta theo Chúa, chúng ta thờ phụng Chúa vì chúng ta biết ơn Chúa. Chỉ vì biết ơn Chúa và chúng ta thờ phụng Chúa. Cho nên biết ơn Chúa là một cái điều đặc biệt và đã đứng hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô là người sanh sao đẻ muộn hơn David, nhưng mà ông viết ở trong Côn Tô thứ nhì chương 9 câu 15: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Không phiêu đời đến mức nổi. Ơn của Chúa mỗi một ngày cứ chồng chất trên cuộc đời của chúng ta, và chúng ta không thể nào đếm được những ơn phước của Chúa ban. Vì vậy có đôi khi những cái hoạn nạn thử thách đến với đời sống của chúng ta ghét nó qua bên đi quý vị. Ngồi lại đếm những ơn phước Chúa ban cho chúng ta sẽ thấy rằng phước ơn của Chúa thật là dồi dào. Và điều thứ hai mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ chiều nay là biết ơn người. Thưa quý vị, tất cả những người ở trên cái thế gian này, đối với quý vị, người nào là người mà quý vị phải biết ơn nhiều nhất? Hả? Cha mẹ của chúng ta phải quý vị? Đúng không? Có ai ghét cha mẹ mình không? Đây là điều răn của Đức Chúa Trời. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Có một lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
Cho dù cha mẹ của chúng ta là ai, cho dù cha mẹ chúng ta là gì đi nữa, thì đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Có người nói rằng tại cha mẹ tôi không xứng đáng cho nên tôi không thương. Thậm chí có những người từ cha mẹ mình mới là giữ chứ quý vị. Quý vị có nghe nói con mà từ cha từ mẹ không? Hả? Con mà đang báo từ cha mẹ, họ tưởng rằng chơi nhưng họ đã phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong những người theo Chúa của chúng ta ước ao rằng không có người nào dám đăng báo từ cha mẹ, hay là nói ra một câu từ cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Có một lời hứa kèm theo mà nếu chúng ta hiểu ngược lại cái vế này thì những kẻ bất hiếu có sống lâu được không? Mà có sống lâu nữa thì cũng chỉ để lãnh cái hậu quả là những ngày lao khổ và buồn thảm. Sống lâu không có được phước. Mà đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Thì tôi muốn chia sẻ điều này là tại vì có những người không có theo Chúa, không có đọc Kinh Thánh là lời của Chúa, cho nên họ kết luận một cách hòm hòm hàm hồ rằng những người theo Tin Lành là những người bỏ ông bỏ bà. Mà tôi thưa với quý vị, những người thật sự theo Chúa, tôi muốn dùng chữ thật sự, là có lời Chúa trong cuộc đời của mình, là phải hiếu kính cha mẹ. Vì nếu như chúng ta không hiếu kính cha mẹ thì chúng ta tự động bỏ tất cả những cái ơn phước mà Chúa ban cho mình. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời chứ không phải là lời đề nghị nó. Chúng ta học ở trong học đường cũng vậy, hiếu kính cha mẹ phải đi hàng đầu. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi chia sẻ với quý vị, thứ nhất là chúng ta phải biết ơn Thượng Đế, biết ơn Trời, biết ơn Đức Chúa Trời. Vì Ngài tha thứ mọi tội ác của chúng ta, cứu chuộc mạng sống của chúng ta khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều là làm cái vương miện độ cho chúng ta. Rồi whatever, cái chuyện gì nó happen ở trong cái xảy ra trong cuộc đời chúng ta, dù chúng ta lớn tuổi, dù chúng ta đau yếu bệnh hoạn, Chúa chữa lành và Chúa cho chúng ta được thỏa các vật ngon. Dù cho chúng ta có mệt mỏi, dù cho chúng ta có cao tuổi đi nữa, thì lời Chúa hứa rằng hễ ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim mừng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cảm ơn Chúa, tuần qua tôi được nói chuyện với chị Mến, tôi thấy chị cười vui, gặp cười vui. Tôi đâu thấy chị lớn tuổi đâu. Mà nếu nói cho vui đó, thưa chị Mến, chị cũng là nói cho vui nha, không phải hổ nha, nít sống lâu năm. Tức là mình vẫn tươi trẻ hoài, tươi trẻ mà người ta hồn nhiên nói giống như mình nít đi. Chị Mến thấy không? Tôi nhiều khi mình đó, lớn tuổi nhiều khi mình không chơi với nít được, nhưng mà tôi rất thích chơi với nít. Tôi thích nghe con nít nói và tôi thích nói đối thoại với con nít để mình trở thành con nít. Tại vì tôi còn nhớ rằng Chúa Giê-xu dạy nếu các ngươi không trở lại như đứa trẻ, không được vào nước thiên đàng. Tại vì mình nói mình cẩn thận quá, tại vì mình bị lọ hố nhiều quá rồi, cho nên mình cẩn thận, mình dè dặt. Nhưng mà con nít thì không. Cho nên quý vị, đó là điều thứ hai và điều thứ ba. Điều thứ ba là điều mà 28 năm qua tôi đã kinh nghiệm ở trên bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa. Sau khi nhận biết được rằng Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên mình, Chúa chết trên thập tự giá cho mình, Chúa cứu mình, bây giờ mình theo Chúa, mình hầu việc Chúa, bắt đầu chạm với đời. Hả quý vị, tôi tâm sự với chị thứ bảy, tôi nói chị ơi, chị em mình đi hầu việc Chúa, mình thì nói hầu việc Chúa, nhưng mà kỳ thực mình nhìn cho rõ đi, mình đang hầu việc người.
hầu người hầu nước. Chúa đâu có đứng trước mặt mình đâu mà hầu việc. Nhưng mà mình vì yêu Chúa mà mình phục vụ anh em mình, thật sự mình hầu việc người mà mình làm đối với Chúa. Chúa đâu có đứng trước mặt chúng ta đâu, chúng ta hầu việc. Tôi nói thật với quý vị, nếu mỗi một chủ nhật mà Chúa bắt một cái ghế ngồi đây, chúng ta thật sự hầu việc Chúa, nó không có một cái gì lộn xộn trong nhà thờ đó. Tôi đố ai dám lộn xộn đó. Nhưng mà người ta hầu việc người. Cho nên nó có những cái này, nó có những cái kia mà thưa quý vị, mà nói tới đời thì người ta nói đời là bể khổ. Đúng không? Kiếp trầm luân mà. Bởi lẽ sống hàng ngày phải đối diện quá nhiều với bất công. Nhưng từ những ngày từng trải này, qua những cái từng trải của đời, chúng ta sẽ được thành nhân. Và chúng ta sẽ sống ở đời được rèn luyện những vững vàng và trưởng thành. Phaolô đã từng trải quá nhiều chuyện đời nhưng ông vẫn bình an thỏa lòng. Ông coi mọi sự như là một bài học giúp cho ông càng ngày càng vững vàng hơn. Cho nên trong Cô Rinh Tô thứ gì chương 4 câu 16 ông nói rằng: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng bề trong cái đổi mới càng ngày càng hơn. Và nếu mà nhịn nhục thì nhịn bao nhiêu lần? Còn hơn nữa, cứ nhịn nhục. Là tại vì ở Roma đoạn 5 câu 4 nói rằng sự nhịn nhục nó sanh ra cái sự rèn tập, và sự rèn tập sẽ sanh ra cái sự trông cậy. Cho nên nếu mà kể ra thì nhịn nhục là ông nội của sự trông cậy. Nhịn nhục thì sanh ra rèn tập, mà rèn tập thì sanh ra trông cậy, đúng không? Cho nên nếu chúng ta nhịn nhục thì chúng ta sẽ thấy vui ở trong sự trông cậy. Ông bị bầm dập quá nhiều. Tôi nghĩ rằng những người hầu việc Chúa như tôi với các mục sư đây chưa có bầm dập bằng sứ đồ Phaolô đâu. Nhưng mà ông nói sự hoạn nạn nhẹ hoặc tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng, đời đời vô lượng vô biên. Cao trọng hơn sứ cường, cao trọng hơn sứ bức. Vì cái sự cao trọng này mà chúng ta chấp nhận chịu bầm dập. Chúa Giêsu đã chịu bầm dập là tại vì sao? Là vì bởi có đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và một điều nữa, ông Gióp, quý vị có quen với ông Gióp không? Ông Gióp còn nói rằng Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn. Mình thấy lạ đúng không? Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn để cứu kẻ bị hoạn nạn, và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai người. Và những người bạn đến đó với Gióp khi ông bị hoạn nạn đó, ông giàu, ông Gióp rất là giàu, thì họ nói ông Gióp gì chứ? Ê, cái sự giàu có của ông và cái thế lực của ông đó có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao? Cái thế lực và sự giàu có nó không đem chúng ta ra khỏi sự hoạn nạn. Những ngày qua chúng ta xem tin tức chúng ta thấy rồi đúng không? Có đem ra khỏi sự hoạn nạn không? Không. Không có. Và bây giờ là lời Chúa dạy, cũng là phần cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái mục nhớ ơn đời. Đức Chúa Giêsu dạy: các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Cái vế này đúng không quý vị? Hợp lý không? Hả? Hợp lý không? Câu thi này đức tin lớn. Ai yêu kẻ thù nghịch mình được quý vị? Có người nào đã yêu kẻ thù nghịch mình được? Đưa tay để tôi tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không nghe người ta dạy yêu kẻ lân cận, tức là yêu người nhà mình đó, còn kẻ thù nghịch mình thì ghét. Mà cũng cái vụ này mà ông sư hạ ghét con rối bồ nè. Người ta chiếm đất của mình, người ta hà hiếp mình mà nói rằng mình thương họ, còn đó là ý Chúa. Nhưng mà thật sự Chúa Giêsu nói rằng người ta nói rằng hãy yêu kẻ lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình, nhưng ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Đây là điều Chúa dạy. Và tôi đã học 28 năm qua, tôi học cái câu này tôi học tới học luôn.
Và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi giúp con, nên con không thể nào yêu kẻ thù nghịch mình nữa. Tôi về tôi có tâm sự với một ông bà mục sư ở tại Việt Nam mà cũng là thầy của tôi đó nha. Bà tâm sự với tôi, mục sư Phước, thật sự tôi hầu việc Chúa 50-60 năm nay, nhưng mà tôi cũng tâm sự với mục sư là đệ tử của Chúa, tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho người đó mà trong lòng tôi không tha thứ cho người đó. Mục sư lâu năm thầy của tôi, tôi nói cảm ơn Chúa vì bà dám nói sự thật. Và tôi nói với bà biết Chúa con người mà bởi chứ bổ mục sư là ông thần hay sao? Mục sư đừng có ghét, đừng có thù, mục sư là may mắn lắm rồi. Cái đó là cái tội trong con người của mình mà không có bỏ được, thưa quý vị. Làm sao được, đời mà. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớt các ngươi. Là tại vì nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được hưởng gì đâu. Những kẻ thâu thế há chẳng làm như vậy sao? Nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà coi thì có lại gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm được như vậy sao? Người ngoại là người chưa biết Chúa. Cái đó dễ làm lắm. Nhưng mà thưa quý vị, tôi xin hỏi quý vị, tại sao mà Chúa dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù nghịch mình? Quý vị để một giây suy nghĩ thử xem, tại vì cái điều này tôi suy nghĩ rất nhiều ngày để mà Chúa cho tôi nhận thức được cái điều này. Chúa ơi, tại sao Chúa dạy con phải yêu thương kẻ thù nghịch mà không yêu thương nổi? Thì tôi nhận ra được một điều, xung quanh mình kẻ thù nghịch quá nhiều. Mà kẻ thương mình quá ít. Nhìn xung quanh đi quý vị, kẻ thù nhiều lắm. Tôi còn nhớ lúc mà tôi còn niên thiếu có một bài hát. Kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi rồi ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác, tên nó là vô lương, tên nó là tham lam, tên nó là tị hiềm, tên nó là một lũ ma. Thế thì kẻ thù ta đâu có ở người ngoài, nó nằm đây ở mỗi ai. Xung quanh chúng ta kẻ thù nhiều quá, thậm chí nó len vào trong con người của mình. Có bao giờ quý vị thấy tự nhiên quý vị thấy ghét mình không? Ghét người hàng xóm đã rồi, về nhà ghét người trong nhà mình đã rồi, chưa có đã, ghét luôn mình. Và có nhiều người đã mất cái phương hướng, ghét luôn mình, giận cuộc đời của mình và họ phải kết liễu cuộc đời của mình. Đúng không? Mình ghét người nào, mình thù người nào, mình đi bấm người đó. Chứ tại sao bấm mình, tại vì mình ghét mình luôn. Đó là không còn người nào để ghét, không còn người nào để thù nữa. Còn có mình. Thôi mình giải quyết luôn cho rồi. Cho nên thưa quý vị, 35 năm ở xứ người, trên cái đất khách quê người này, tôi học được những điều này. Nếu trong cuộc đời chúng ta theo Chúa mà chúng ta biết thứ nhất là thờ phượng Đức Chúa Trời, thứ hai là chúng ta biết hiếu kính cha mẹ mình, và thứ ba là chúng ta phải biết ơn những người đang sống với mình, để chúng ta hiểu được đường đời chúng ta là gì, xin Chúa cho chúng ta nhận thức được cái sự tạ ơn cần có trên cuộc đời của chúng ta. 28 năm qua, những cái đau khổ, những cái buồn tủi, tôi chỉ ngồi trong phòng làm việc cầu nguyện với Chúa và rớt nước mắt với Chúa. Còn đối với anh em trong hội thánh, tôi chỉ biết cười. Cho nên thưa quý vị, buổi chiều hôm nay 28 năm tôi tạ ơn Chúa về chặng đường đi qua của Chúa. 35 năm tôi sống tại Mỹ này,
để rồi tôi và quý vị cùng với các nhạc sĩ ca sĩ chúng ta ca ngợi Chúa, để chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta biết ơn người sinh thành chúng ta, và chúng ta cảm ơn cuộc đời này để cho chúng ta những bài để chúng ta trưởng thành. Và chúng ta có thể nói như sứ đồ Phaolô nói rằng tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xin. Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời. Muốn thật không?